Xin chào bạn, hiện tại thì Lượng đang có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Hôm nay thì mình đưa bạn đi khám phá chợ phiên Huổi Củi. Đây là cái chợ phiên nằm ở trung tâm huyện Quỳnh Nhai các bạn ạ. Một cái chợ phiên khá là thú vị của đồng bào người Thái đen ở nơi đây nhé các bạn nhé. Bây giờ thì Lượng mời các bạn cùng Lượng khám phá cái phiên chợ vô cùng là đặc sắc của người Thái ở trên Sơn La nhé. Mời các bạn đồng hành cùng Lượng. Chợ này thì được họp 5 ngày một phiên các bạn ạ. Đó. Giờ thì mình sẽ đi sâu trong chợ, mời các bạn cùng mình khám phá chi tiết cái phiên chợ này nhá. Mời các bạn đồng hành cùng Lượng. Ngay khu vực ngoài đường đây thì mình bắt gặp cảnh người dân ở trên này họ buôn bán gà vịt ngan này các bạn. Gà này gà thả chạy bộ. Gà này bán giá thế nào đây ạ? 120 ạ? 120 một cân các bạn ạ. Ngàn này. Thường thì người Thái thì họ sau khi lấy chồng họ sẽ tặng cẩu các bạn nhé. Buộc một là cho múi tóc cao trên đầu như này. Đó. Và cô lớn tuổi thì họ sẽ có những cái chiếc khăn phiêu ở trên đầu như này các bạn ạ. Khu chợ gà vịt đây có vẻ khá là tấp nập này các bạn. Chào chị gái nhá. Con gà này bán thế nào đấy? 120 một cân. Gà chất lượng chưa? Chào chú. Chào cô nhá. Cái này cái húng nhỉ cô nhỉ? Húng. Cái này là húng vịt các bạn ạ. Thơm lắm. Dùng để làm tiết canh vịt các bạn. Pha nước chấm. Hoặc là các bạn này chữa những bệnh chữa bụng đầy hơi các bạn ạ, khó tiêu do ngộ độc thức ăn. Cái này trứng vịt này chất lượng. Wow, hai con chó này đẹp thế. Chó này giá bao nhiêu đấy cô? Chó này bao tiền đấy? 300 một con. 300 một con. À, đẹp thật, cảm ơn cô nhá. Đây mình sẽ ôi vịt này, măng này thật tuyệt vời. Ở trên này thì toàn là đồ rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bằng quay làm gì đấy em? Em quay YouTube. Chị mua cái ấy này à? Mua cái hoa đu đủ. Còn trong chợ còn không? Trong chợ hết rồi. Chị mua hết rồi à? Thế cho em quay nhờ chút nhá. Cái này này, hoa đu đủ đực này. Chị vâng, chị gái đi chợ là mua về để gửi cho khách các bạn. 5 cân 2. Cái này dùng để chữa những bệnh u biếu mụn nhọt rất tốt, ngăn ngừa ung thư rất tốt các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua hoa đu đủ được khô về pha nước uống nhiều, pha trà thì alo cho mình nhá. Cảm ơn chị nhá. Chợ đẹp chưa? Hoa quả này. Chào cô nhá. Mấy cái này đẹp nhờ, cái này mình tự làm mà cô. Wow, đây cối này các bạn, cối mini cái này giá ớt thôi nhỉ, ớt đây là mắc khén. Vâng, trời này các bạn. Cảm ơn cô nhá. Cua này đông người thật. Bắt đầu nắng lên rồi các bạn. May quá, mấy hôm nay thì trời lại nắng lên. Chào cô nhá. Chào cô. Cái này là cái thuốc gì đây ạ? Thái hóa cuộc sống à? Đây là thuốc dạ dày mới nhiễm máu này. Mới nhiễm máu. Đây là sỏi thận. Sỏi thận. Dầu này, dầu bợ này các bạn. Ở đây cô bán ít. Chào cô nhá. Nhộng tằm. Nhộng tằm này bán nào đấy? 10.000 một lạng. Con này mang về rang lá chanh ăn cũng được nhỉ, ngon đấy. Chám đen này. Hiện tại đang mùa chấm đen các bạn ạ. Đây còn có măng ớt này, chảm chéo này. Những con nhộng này các bạn. Đấy, các bạn thấy những con nhộng này. Cảm ơn nhá. Tiếp tục đi sang bên này, đi khám phá. Trung tâm chính của chợ thì nằm ở trong kia. Nhưng mà họ buôn bán hàng ở chợ rất là nhộn nhịp. Mình ghi hình ở khu vực ngoài đường này trước, rồi mình mới đi sâu vào trong chợ các bạn nhé. Các chị các cô
có những bộ trang phục và những chiếc khăn phiêu tặng cầu trên đầu nữa, rất là đẹp các bạn ạ. Măng, khu này thì họ bán rất là nhiều măng. Wow, nhộng tằm này. Nhộng này bán giá bao nhiêu đấy chị? 15.000 một lạng. 15.000 một lạng à? Nhộng tằm. Ở đây thì họ buôn bán nhộng rất là chạy các bạn nhé. Người Thái thì họ thích ăn nhộng á. Đây là măng, măng rừng này, mang về nấu canh các bạn nhé. Nấu canh hầm xương ăn ngon lắm các bạn. Tại thì mình vừa di chuyển lên trên này, các bạn thấy ở đây thế nào? Trên này thì người dân thì đa số là đan từ những cái tre, nó thấy từ những tấm phên, xong là gảy những cái bạt, những cái bao tải ra để đặt hàng bán các bạn ạ. Em chào chị nhá. Đang mình tách tách lấy con nhộng. Thế còn cái vỏ nhộng này mình mười nghìn. Chị gái đang tách cái kén nó ra. Cái kén thì họ bạn lại bán cho các công ty diệt vải các bạn. Cái này mình lại để lại đúng không? Mà đi bán thôi chị. Cái này tầm gửi gạo đúng không? Giờ mình mới gặp tầm gửi gạo, lâu lắm không gặp tầm gửi gạo. Vâng, tầm gửi gạo thì nó rất là tốt các bạn ạ. Nó tốt cho các bệnh về gan, nhiễm mỡ, gan nhiễm máu các bạn. Máu nhiễm mỡ. Và đặc biệt là tốt cho bác nào bị tiểu đường. Cái này mang về đun nước uống các bạn ạ. Nó rất tốt các bạn ạ. Ai nhu cầu mua cái tầm gửi gạo đó, về chữa bệnh gan, nhiễm mỡ đó, và men gan cao đó, và chữa những bệnh về tiểu đường thì alo cho mình. Đây có tầm gửi gạo tươi đây các bạn. Đây tầm gửi, cái này là tầm gửi gạo đúng không cô? Ờ đây tầm gửi gạo. Tầm gửi cái chanh mà. À tầm gửi chanh à? À cái này thì tác dụng điểm gì đây cô? À sỏi thận. Gan này. Dạ vâng. Cảm ơn cô nhá. Chúc cô đắt hàng. Đây, phiên chợ thì nói chung là rất là hoang sơ nhé mọi người. Đấy, cái phiên chợ này nó hoang sơ không? Rất là đẹp. Mình thường xuyên đi khám phá những cái chợ ở trên này. À đây tầm gửi gạo đây các bạn. Đây lá tầm gửi gạo tươi đây. À, đấy các bạn, đẹp chưa? Cái phiên chợ. Em chào chị gái nha, cái này là cái gì đây ạ? À, cái để búi tóc và tàng cẩu nha, như trên đầu này nha. À, chị, cái này chị tự đan à? Hay là đan thủ công hay máy đấy? Từ dệt tay. À, dệt từ tay. Bán bao tiền một cái? Có nhiều loại, loại 20. À, tùy được kích thước luôn, cái to cái nhỏ khác nhau. Cảm ơn chị, chúng chị đan hàng nhá. Xin chào chú nhá. Măng này, măng này mang về hầm thịt, hầm xương ăn thì tuyệt vời, ngon lắm bạn. Măng đặc sản Tây Bắc bạn. Ai có nhu cầu mua măng ấy thì về để nấu canh đó. Thì alo cho mình. Thường ở trên mình một khi có công có việc như đám cưới, đám xin đó thì trên mình người dân ở trên này họ sẽ mang về nấu canh các bạn ạ. À, cái này là cái hoa đu đủ các bạn, hoa đu đủ đực này là mang về xào ăn, hoặc các bạn có thể mang về ngâm mật ong đó, hoặc các bạn có thể mua khô về pha nước uống thì kiểu pha trà đấy các bạn. Này nó rất là tốt, bạn nào mà bị viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, các bệnh lý về dạ dày thì lấy cái này về pha mật ong, lấy cái khô các bạn mang về pha nước uống như hán trà đấy, rất là tốt các bạn nhé. Nó dùng để hỗ trợ điều trị ung thư rất là tốt luôn. Bạn nào đang trong quá trình xạ trị thì sử dụng cái này rất là tốt. Mình sử dụng cái này để nó
đẩy những cái tế bào phát triển không lành mạnh ra khỏi cơ thể để ngăn ngừa ung thư rất là tốt các bạn nhé. Ai nhu cầu mua cái hoa đùi đực phơi khô thì alo cho lượng nhé. Đây, chợ rất là đông các bạn ạ. Chợ này thì cũng tan rất là sớm thôi. Tầm 8 mùa hè đấy, tầm 8 giờ 30 đến 9 giờ là chợ đã tan rồi các bạn nhé. Mùa đông thì có thể họp muộn hơn một chút. Thường thì những cái phiên chợ của người Thái ở Sơn La ấy thì họ họp từ sáng sớm, xong là họ tan cũng rất là sớm luôn. À, đây có túi ốc núi này. Túi này bao tiền đây cô? 50.000 à? 55.000. À, không tròn 50 mà là 55. Sao không bán tròn 50 đi cô? Cảm ơn cô nhá. Đây mọi người thấy này. À, chào cô. Bán cả cái mon này để nấu canh à? À, cả những cây mon này về để nấu canh. À vâng. À, đây có măng này các bạn. Đây có những cái măng này là măng loi các bạn nhé. Mang về luộc chấm chẳng chéo ăn rất là ngon các bạn ạ. Măng này nó không he không đắng đâu, chỉ luộc là ăn được luôn các bạn ạ. Luộc chín là ăn được luôn. Rau này đây, họ còn bán cả rau thối này. Đó. Cái này là rau thối nhỉ? Thế người Thái gọi là Phác Nam à? Cái này thì mang về làm kiểu gì ăn nó ngon à? À chị? Mang về xào à? Xào cũng được. Xào ăn cũng được. Xào ăn được. À. Làm thế nào kiểu nào cũng được. Nộm cũng được đúng không ạ? Còn đây là rêu đá. Rêu đá này thì... Cái này được tàu. Làm nướng với cá cũng ngon mà. Rau này là rêu. À, không phải rêu à? Tàu. À, cái này nó ở ao à? Cái này đi xào mỡ ăn thôi. Xào với mỡ ăn à? À, nó không phải rêu, rêu ngon hơn đúng không? Vâng, cảm ơn cô nhé. Đây mọi người thấy chợ đông chưa? Chợ rất là đông. À, khung cảnh chợ thì rất là đẹp các bạn. Chợ này thì có rất là nhiều đồ hay các bạn nhé. Mình sẽ tranh thủ đi lòng vòng quanh chợ, đưa mọi người đi khám phá cái chợ ở đây. Đây họ còn bán cả những đũa như này các bạn. Chú đang buộc bó đũa để bán đây. Đó. Và những cái giỏ có sọt này các bạn. Chào chú nhá. Lại đẹp quá, cho quay tí nhá. Đẹp cho các bạn. Đó. Rất là đẹp này. Còn cái này là cái theo dân Thái gọi là cái ép khẩu để đựng xôi, đựng cơm. Thường các bạn đi đám cưới của người Thái thì họ sẽ lấy cái này để đựng cơm các bạn nhé, đựng xôi. Cháu quay cái dạ. Cái lào cửa khẩu nó cắn vào ấy. Dạ vâng. Vâng vâng, hôm rồi cháu vừa đi đẹp lắm, chợ đấy đẹp lắm. Ây à, khói một chút. Đây. Chào bà nhá. Đây bà có cái này rất là đẹp này các bạn. Cái để ép xôi này, nó đẹp chưa? Hình họa tiết hoa văn hình tròn này rất là đẹp, rất là bắt mắt các bạn. Đẹp lắm. Cảm ơn cô nhé, cảm ơn bà nhé. Mình thì có đến cái chợ này vài lần rồi các bạn ạ. Nói chung là thấy hoang sơ và người dân ở đây họ sống hòa đồng lắm các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Một cái phiên chợ đậm chất của người Thái trên Sơn La các bạn ạ. Chợ đây thì họ bán nông sản sạch nhiều lắm, vô biên luôn mọi người ạ. Thấy nông sản sạch ở chợ này thì họ buôn bán rất là tấp nập các bạn ạ. Đây mọi người có thể thấy được người dân họ trao đổi buôn bán thế nào. Tuy rằng cái chợ nhỏ thôi nhưng mà họ buôn bán rất là đông khách các bạn nhé. Chào cô, măng này là mình lấy trên rừng đúng không ạ? Hay là trồng đấy? Trên rừng lá cao lắm đấy. À, trên núi đá đấy à? À, măng lay hay măng loi nhỉ? Cháu cứ nhầm lay với loi. Loi, măng loi. À.
Chào cô nhá. Cháu hỏi chút, trong cái túi bóng này là rau gì đây ạ? Bà rau ban, người ta hay ban ý. Lá ban à? Ừ. Mang về làm nấu canh à? Ừ, nấu được, xào được. Rau ban, ngọn cây ban, hoa ban các bạn. Biểu tượng của người Thái đấy các bạn. Người Thái. Vâng, cảm ơn cô ạ. Người Thái thì là nói chung là bậc thầy gia vị các bạn, bậc thầy những cái món ăn thiên nhiên các bạn. Nói chung là người Thái họ có rất là nhiều những cái món ăn ngon, những cái món ăn đặc sản và những cái loại côn trùng. Thường thì những cái côn trùng nào mà bò được là có thể mang về làm món ăn được mọi người nhé. Đây mọi người thấy đẹp chưa? Cảnh vật đẹp chưa? Đó. Mây trên núi này vẫn chưa tan, người dân đi chợ rất là đông vui. Đây người dân thì ở trên này thì sống rất là giản dị các bạn nhé. Và cái khung cảnh chợ phiên này các bạn thấy đấy, đó, nó hoang sơ không? Đây thì họ bán những cái món ăn thường ngày, đó, những con động vật họ săn bắt được và những món ăn họ hái trên rừng. Đây thì có một chậu ếch này, và những con nhái này các bạn. Đó, ếch đồng ấy, nhìn nó gầy, đó, bé, nó ếch đồng à. Mùa này thì không phải là mùa bắt ếch đâu. Đó. Quả đó mì phát y không nhỉ? Bạn thấy như thế nào? Theo mình thì cái chợ này rất là đẹp, vô cùng là tuyệt vời các bạn nhé. Mình vừa di chuyển đến đây thì thấy mấy cô vừa bán hết măng rồi. Măng nứa bán chạy hơn măng lòi rất là nhiều các bạn nhé. Còn đây có cũng có người bán rau các bạn. Đây chị gái bán rau dớn các thứ này và chuối các thứ. Chào chị. Ở ngoài rau củ quả ra thì họ còn bán những cái đồ của người Thái các bạn nhé. Đây là những chiếc đệm này, nó đệm của người Thái. Đệm này họ tự làm, đệm này êm lắm, nằm êm lắm các bạn. Và cái đệm này thì có nhu cầu mua sắm rất là cao các bạn nhé. Vì nhà trai ấy, trong đám cưới đấy, nhà trai mà phải lấy cái đệm này đi tặng cho nhà gái các bạn. Ví dụ nhà gái có mấy anh chị em thì sẽ phải tặng bấy nhiêu cái đệm, cái chăn các bạn ạ. Đây có ít mật ong. Đây là những cái chai mật ong. Đây là những cái chai mật ong thiên nhiên này các bạn. Mật ong rừng, mật ong núi đá các bạn ạ. Mật ong này nguyên chất 100% các bạn. Các bạn mua mật ong rừng này về ngâm với hoa đu đủ để uống buổi tối để ngăn ngừa chữa tất cả mọi bệnh các bạn nhé. Hoặc là các bạn buổi sáng ấy, lấy cái mật ong rừng này pha với nước nóng để thanh lọc cơ thể rất là tốt các bạn nhé. Thuốc đi, thuốc đi, cô bán thuốc à, ghi hết đây rồi. Đây là đau xương khớp này các bạn, thuốc chữa bệnh xương khớp này, huyết áp cao này, sỏi thận này, đau dạ dày. Tất cả thuốc này mang về đun nước uống đúng không cô? Chào bạn nha, mình là người Thái à? Thái. Thái sao? Sao không thấy tàng cẩu? Mình đi bên Trung Quốc. À bên Trung Quốc á? Tức là vừa đi làm bên Trung Quốc về các bạn. Hiện tại thì mình sẽ di chuyển ra khu vực bán thịt và khu vực bán cá các bạn nhé. Đây cá thì họ bắt ở sông Đà về các bạn, hồ thủy điện về. Để mình xem họ có bán cá măng không các bạn ạ. Thường thì ở đây họ bán những con cá măng rất là to, rất là lớn. Vì là ở thủy điện nó có những con cá to lắm. Chào chị nhá, em quay chút. Con cá này cá gì mà to vậy chị? Cá măng. Con cá măng này thì nặng tầm bao nhiêu cân đấy? 2 cân 7 à? Có bao giờ mà có những cái con nó nặng tầm mười mấy cân chưa? À có nhỉ.
À, cảm ơn chị nhé. Cá này, cá ngáo này các bạn. Cá miệng rộng các bạn. À, người ta hay trêu nhau là mồm như cá ngáo. Cá này thì nó ăn những con cá nhỏ các bạn. Đây tiền bán cá này. Đây tiền bán chào cá chị này. Gái nhá. Cho em quay chút cho em hỏi tí. Cái này là cá gì đấy chị? Cá ngạnh. À. Cái loại này nó to hay là chỉ bằng này thôi? Có những con trên cân không? To. Tầm 1 cân có không ạ? Có. À. Đến 2 cân. À tầm cân dưới đến 2 cân. Cá ở hồ thủy điện đấy đúng không ạ? À. Cá măng này. Đấy, mấy con này to chưa? Mấy con này chắc tầm 2 cân anh nhỉ? Tầm 2 cân không? Con này. 2 cân, 3 cân. À. Con này 3 cân. Vâng. Cá này ăn ngon lắm các bạn. Ngon hơn cá chấm nhiều. Mấy con to này có phải cá măng không chị? Đúng rồi, cá măng. Sao nó nhìn nó khác khác nhỉ? Dạ. Bảo nhìn nó khác mấy con kia. Không, cái này là mới vớt lên. À. À, mấy con kia là nó vớt lâu rồi. Ờ, mấy con nhìn thấy con này đầu, nhìn thấy đầu nó dài hơn đấy. Ờ. Này mình đánh bắt bằng lưới à? Vâng. À. Có đấy cá gì đây, nhiều gần như cá chim này. Gần như cá chim ấy, hay là cá lưới. Ờ. Cá này là cá ngáo đúng không? Cá đấy thì bán giá thế nào? Ví dụ như con cá măng ấy. Dạ. Cá măng thì giá thế nào? 40.000 một cân thôi. Rồi cảm ơn chú chị đặt hàng nhá. Ở đây thì họ, mình thấy họ bán lợn đen này các bạn. Họ lợn đen giống. Khu vực bán lợn đây thì cũng chỉ vài lồng lợn thôi. Đây thì họ đa số trao đổi mua lợn giống tại nhà luôn ấy, ít khi có mang ra chợ. Và đây cũng có một lồng dê các bạn. Lồng này chỉ có mỗi một con dê thôi các bạn nhé. Và đây là khu vực họ bán thịt trâu, thịt bò này các bạn. Đây trâu bò này. Bò nguyên lông các bạn nhé. À chào chị, lâu lắm không gặp chị rồi. Chầu bò đấy thì ai mua về, hôm nay ai mua về tự làm lông cái da này nhỉ. Chào chị nhá. Đây hầu như là như thế này, đây là mặt con bò này các bạn, pịa này, rất là nhiều pịa, mua thịt là tặng pịa. À mấy cái can trong đấy là pịa à? À bây giờ là mua thịt là tặng pịa đúng không? À, mua thịt là khuyến mại một túi tiết và một túi tiết đúng không? À, tiết mua thịt là khuyến mại mang về đưa ngon hay luộc thịt này xong chấm với pịa các bạn nhé. Chào chị nhá. Đây khu vực thịt lợn này có rất là đông người buôn bán các bạn. Chợ đây thì nói chung là rất là rộng các bạn nhé. Đây gói khay nội tạng dê này các bạn. Đây là bìa dê này. Đó. Bìa canh dê này. Cái bìa này thì mang về nấu với sả, cho thêm sả, gia vị nó là gì? Gia vị à? Ừ. Ớt khén này, sả. À, mắc khén với sả. Ớt khén, sả. Khén, sả. À, lá chanh vào. Lá chanh vào. À, là nấu lên là ăn được. À. Cảm ơn cô nhé. Chám này thì mình bán bao nhiêu đấy chị? 120 một cân à? Mình mang về làm kiểu gì ăn chị? Nước nóng này, hầm nước nóng. Ngâm với nước nóng à? À, ngâm với nước nóng ăn. Chám là chám rừng với hai nhà chồng. Rừng với nhà chồng ăn cũng ngon hết. Bà thì hay ăn cái này. Bà mua su su. Một cân thôi này, mua một cân. Các bạn ạ, Lượng vừa đưa các bạn đi khám phá một vòng cái chợ phiên Củi Củi của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La này các bạn ạ. Giờ thì mình xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video lần sau. Ai nhu cầu mua tất cả mặt hàng đặc sản Tây Bắc thì alo cho Lượng theo số điện thoại Lượng để ở góc video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.